cơ quan cảnh sát điều tra vừa khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Phạm Mỹ Hạnh, sinh năm 1980, trú tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các tài liệu chứng cứ thu thập được xác định, công ty cổ phần tập đoàn Mỹ Hạnh, hay còn gọi là công ty Mỹ Hạnh, hoạt động trong lĩnh vực khai thác trồng cây và kinh doanh sâm Ngọc Linh. Do nhu cầu về vốn, bà Hạnh và các cộng sự đã tổ chức kêu gọi các nhà đầu tư hùn vốn với lợi nhuận cao. Trong khoảng thời gian từ năm 2020 đến năm 2022, dưới sự chỉ đạo của bà Hạnh, công ty này đã đưa ra nhiều quảng bá về dự án trồng cây sâm Ngọc Linh, đồng thời vẽ ra những ý tưởng hoành tráng, quy mô để lôi kéo nhà đầu tư. Với vai trò chủ tịch hội đồng quản trị, bà Hạnh đứng ra hứa hẹn cam kết trả lãi suất 24-48% một năm cho các nhà đầu tư. Bước đầu, cơ quan công an xác định có khoảng hơn 1.000 nhà đầu tư đã góp vốn vào công ty của bà Hạnh với tổng số tiền hơn 1.264 tỷ đồng. Nguồn tiền từ việc huy động vốn nêu trên không được bổ sung vào nguồn vốn hoạt động sản xuất kinh doanh, không hạch toán tài chính doanh nghiệp mà chuyển riêng vào tài khoản của đối tượng Hạnh. Trong số hơn 1.264 tỷ đồng này, bà Hạnh chỉ dùng khoảng 1% để sản xuất kinh doanh, còn lại đối tượng này dùng để trả lãi cho các hợp đồng tất toán có thời hạn ngắn, chi tiêu cá nhân, mua bất động sản đứng tên của chính Phạm Mỹ Hạnh. Đến nay, có những dòng tiền mà bà Hạnh và công ty đã sử dụng nhưng chưa giải trình được với cơ quan điều tra, chưa rõ mục đích sử dụng. Theo chỉ huy đội cảnh sát kinh tế tội phạm về kinh tế và chức vụ công an quận Cầu Giấy, công ty Mỹ Hạnh đã thổi phồng giá trị doanh nghiệp, hoạt động sản xuất kinh doanh và vẽ ra nhiều dự án kịch bản nhằm đánh vào kỳ vọng của khách hàng, các nhà đầu tư đối với doanh nghiệp không đúng với thực tế. Tự ý thay đổi, nâng giá trị doanh nghiệp để đưa ra mức lãi suất cao hơn nhiều so với hiệu quả sản xuất kinh doanh. Công ty Mỹ Hạnh được thành lập vào tháng 8 năm 2017. Đến tháng 11 năm 2022, bà Hạnh là chủ tịch hội đồng quản trị của công ty. Công ty Mỹ Hạnh được giới thiệu với những từ ngữ mỹ miều như có mục đích và tôn chỉ là xây dựng và phát triển chuỗi giá trị bền vững của ngành sản xuất sâm Ngọc Linh. Công ty Mỹ Hạnh công bố doanh thu năm sau cao hơn năm trước, từ 100% đến 300%. Theo những người tham gia góp vốn, công ty Mỹ Hạnh đã thực hiện hàng loạt quảng bá rầm rộ trên mạng xã hội, trang web và tổ chức các hội thảo mời người dân đến để mời gọi các nhà đầu tư cùng tham gia thực hiện dự án trồng sâm Ngọc Linh tại Quảng Nam và Kon Tum của công ty cổ phần tập đoàn Mỹ Hạnh. Bên cạnh quảng cáo có cánh là nhiều lời hứa hẹn và cam kết nhà đầu tư sẽ có lợi nhuận cao. Công ty hứa hẹn sau một năm sẽ nhận cả gốc lẫn lãi với số tiền lãi hàng tháng trung bình 2,5%. Ban đầu, công ty này trả lãi đầy đủ nên nhiều người tiếp tục kêu gọi người thân và vay mượn. Cho đến khi biết công ty này bị điều tra, nhiều người mới tá hỏa biết bị lừa.